thưa quý khán giả, kinh tế toàn cầu qua lăng kính cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính phân tích trong bản tin hôm nay. Bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia được đăng tải vào lúc 6 giờ 30 phút sáng tại địa chỉ saigondautu.com.vn, đồng thời phát trên kênh YouTube báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính. Kính mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi. Kính thưa quý khán giả, Hoa Kỳ là quốc gia có ảnh hưởng lớn đến thế giới cả về chính trị, quân sự và kinh tế. Chính vì vậy, cuộc bầu cử tổng thống của quốc gia này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt trên phạm vi toàn cầu. Để nhìn dưới góc độ địa chính trị và kinh tế từ nước Mỹ, thông qua báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính, hai chuyên gia kinh tế là tiến sĩ Võ Đình Trí, trường IBH Business School Paris, Pháp và tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, Đại học Bristol, Vương quốc Anh đã có những phân tích. Theo tiến sĩ Võ Đình Trí, sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế Mỹ đã trải qua quá trình hồi phục để lấy lại xu hướng tăng trưởng. Nhưng xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, làm tình hình thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng có nhiều biến động lớn, đó là căng thẳng về địa chính trị. Với kinh tế bị khủng hoảng giá năng lượng và hệ lụy của đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đã khiến cho lạm phát bùng lên. Và để khắc chế lạm phát, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã liên tục tăng lãi suất, từ đó làm nguy cơ đình lạm, thậm chí suy thoái kinh tế xuất hiện. Triển vọng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là Mỹ trong năm 2024, với rất nhiều gam màu xám. Nếu như tăng trưởng của Mỹ trong năm 2023 đạt 2,5%, thì năm 2024 ước chỉ 0,9% và cả thế giới từ 3,2% xuống còn 2,6%. Tiếp theo là xung đột ở giải Gaza, rồi vấn đề Đài Loan đã tạo ra nhiều quan điểm trái chiều, thậm chí chia rẽ trong lòng nước Mỹ. Có người ủng hộ, có người phản đối việc chính phủ hiện thời của Mỹ can thiệp quá nhiều vào các vấn đề quốc tế, sử dụng ngân sách của chính phủ, mà cụ thể là tiền thuế của dân Mỹ một cách lãng phí. Cuối cùng, kết quả hội nghị COP28 ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về biến đổi khí hậu, trong đó có sự xuống nước đồng ý của các cartel dầu mỏ, tức giảm khai thác nhiên liệu hóa thạch để giảm ô nhiễm. Đây là một tiền đề quan trọng cho cuộc tranh cử tổng thống Mỹ, bởi đảng Dân Chủ mà đại diện là Biden cổ suý mạnh mẽ cho xu hướng kinh tế giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, trong khi Mỹ cũng là một cường quốc về dầu mỏ, nên nền kinh tế Mỹ còn phụ thuộc khá nhiều vào ngành này. Đến thời điểm này, khả năng cao cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra giữa hai ứng viên, đó là Joe Biden và Donald Trump. Song khảo sát dư luận, sự ủng hộ Donald Trump hiện nay cao hơn Joe Biden. Tuy nhiên, chặng đường vẫn còn dài và điều gì cũng có thể xảy ra. Nhận định về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tiến sĩ Nguyễn Đình Trí cho biết, nếu như Joe Biden là một chính trị gia kiểu mẫu, đi theo các nguyên tắc và sự thỏa hiệp, thì Donald Trump là một người rất ngẫu hứng, sẵn sàng phá vỡ các nguyên tắc, các giá trị cũ, nếu như thấy nó không còn phù hợp với lợi ích mới và lợi ích theo hướng không nhượng bộ, nước Mỹ là trên hết. Chính vì khác biệt quan điểm, nên các vấn đề quốc tế đối với Mỹ sẽ rất khác khi ai lên làm tổng thống. Đầu tiên và quan trọng nhất là trong mối quan hệ với Trung Quốc, sau đó là vấn đề Đài Loan. Nếu Trump thắng cử, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn sẽ phức tạp hơn, như Trump đã từng tạo ra cuộc chiến tranh thương mại trong nhiệm kỳ trước của mình. Chẳng hạn hàng rào thuế quan, các rào cản kỹ thuật sẽ được triển khai tối đa và mạnh mẽ để hạn chế Trung Quốc, trong khi Biden sẽ theo hướng vừa đối đầu, vừa tìm những điểm chung để hợp tác. Tức nước Mỹ sẽ cũng ủng hộ Đài Loan mạnh hơn nếu Trump đắc cử, và sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông cũng sẽ quyết liệt hơn. Vấn đề tiếp theo là đường lối ứng xử của Mỹ đối với các đồng minh của mình, đặc biệt là các nước phương Tây và NATO. Nếu như Biden coi trọng và muốn duy trì phát triển mối quan hệ này, thì Trump lại muốn sòng phẳng hơn, giảm sự phụ thuộc của các nước này vào Mỹ. Sau cùng, đối với các vấn đề biến đổi khí hậu, các chương trình giảm khí thải, năng lượng tái tạo không là ưu tiên của Trump. Trong khi đó, Biden và đảng Dân Chủ đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để vận động và triển khai để có những kết quả như hiện nay. Nếu Trump thắng cử, có thể có những cú quay xe và hệ lụy của nó không thể hình dung được. Thí dụ, những chương trình hỗ trợ tài chính, những nghiên cứu tốn kém đã được thực hiện và nếu không được tiếp tục, không biết sẽ ra sao. Từ đây đến tháng 11 năm 2024, thời gian vẫn còn khá dài cho những bất ngờ có thể xảy ra, từ kinh tế đến địa chính trị, nhưng lại rất ngắn để chuẩn bị cho các kịch bản. Hơn lúc nào hết, tư tưởng dĩ bất biến, ứng vạn biến cần được tập trung và phát huy trong một năm 2024 với nhiều khó khăn, thách thức. Ngoài cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, theo tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, nền kinh tế toàn cầu là yếu tố khó đoán định trong năm 2024. Và một trong những vấn đề được giới phân tích quan tâm nhất cũng xuất phát từ chính nước Mỹ, đó chính là chính sách điều hành lãi suất của Fed. Theo phân tích của tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, các ngân hàng trung ương Mỹ, Anh, châu Âu và Trung Quốc tiếp tục giảm lãi suất, gần như là một sự đồng thuận chung trong giới phân tích. Nhưng khi nào giảm lãi suất và mức giảm bao nhiêu lại là một sự bất đồng. Thị trường giao sau dự báo một mức cắt giảm khá cao, có thể lên tới 1,25 đến 1,5%. Trong một buổi thuyết trình cuối năm 2023, một diễn giả trên CNBC nhắc nhở, hiện nay thị trường có vẻ đồng thuận rằng Mỹ cần 6 đợt cắt giảm, mỗi lần 0,25%, như vậy tổng cộng là 1,5%, tương ứng với mức cận trên mà các giao dịch giao sau hàm ý. Nhưng trong một điều tra với hơn 40 chuyên gia kinh tế của Financial Times đã cho ra một con số giảm lãi suất trong năm 2024 chỉ có thể là 0,75% và cắt giảm sẽ diễn ra chậm hơn. Trong khi đó, một số nhà quản lý quỹ dự đoán Fed phải cắt giảm lãi suất đô la Mỹ sớm trong năm 2024 bởi xuất phát từ kinh tế toàn cầu trong nửa đầu 2024 sẽ tệ hơn nhiều so với số đông dự đoán. Và do đó, lạm phát giảm nhanh hơn, buộc các ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất để tránh suy thoái. Dù thực tế luôn có sự khác biệt trong dự báo, nhưng lại có sự đồng thuận chung của giới phân tích trong năm 2024. Đó là rủi ro suy thoái của kinh tế toàn cầu trong năm 2024 đã giảm đáng kể. Thậm chí một số ngân hàng đầu tư hàng đầu đã giảm xác suất mạnh về dưới 20%, từ mức trên 50% của năm 2023. Theo tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, nhiều người mạnh dạn dự đoán kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm, nghĩa là tăng trưởng chỉ giảm nhẹ so với 2023, chứ không dẫn đến suy thoái, làm tấm đệm cho kinh tế toàn cầu. Và nhiều nước châu Âu cũng sẽ tránh được suy thoái. Nguyên nhân chủ chốt là giới phân tích tin rằng, trong một năm với nhiều cuộc bầu cử và sự kiện chính trị lớn, các nước sẽ kết hợp một chính sách tiền tệ thoải mái hơn, cộng với một chính sách tài khóa nới lỏng linh hoạt nhất có thể, để hỗ trợ nền kinh tế do các chính quyền đương nhiệm muốn giành phiếu bầu. Tuy nhiên, với lãi suất vẫn đang cao và nợ công nhiều, nền kinh tế Mỹ dù đã vượt ngưỡng an toàn, nhưng mức độ hỗ trợ của những chính sách tiền tệ và tài khóa đến đâu vẫn là câu hỏi không dễ trả lời. Cũng theo tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, rủi ro địa chính trị là bài toán đau đầu nhất cho nhiều nhà phân tích kinh tế, vì ngày càng có nhiều sự kiện xung đột chính trị, quân sự đang diễn ra, có thể ảnh hưởng đến giá năng lượng, ngũ cốc, kim loại, sử dụng trong công nghiệp và vận chuyển đường biển thế giới. Có thể kể đến hai cuộc xung đột được quan tâm hàng đầu hiện nay ở Ukraine và dải Gaza, cũng như câu chuyện ở Biển Đỏ. Nhưng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm đầy xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới. Trong một năm được coi là năm của bầu cử, hay năm bầu cử lớn nhất trong lịch sử, thì đây là một câu hỏi sẽ được giới phân tích theo dõi sát sao. Kính thưa quý khán giả, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.